Nhưng có một điều kỳ lạ đang xảy ra với con búp bê mọi người. Từ lúc mà nó thực hiện nghi thức đừng chơi trốn tìm vào lúc nửa đêm với mình, mấy ngày hôm nay con búp bê nó kỳ lạ lắm. Có một điều này mình cần phải xác nhận. Mình phải xác nhận là linh hồn này là ma hay là quỷ để mình có thể tiếp tục nghi thức hay không mọi người. Linh hồn có thể cho tôi hỏi là linh hồn có phải là một hồn ma không? Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi, mình đã trải nghiệm một điều cấm kỵ, đó chính là đừng chơi trốn tìm vào lúc nửa đêm. Nhưng mình lại không chơi trốn tìm cùng với những người bình thường mọi người, mà ở bên trong video vừa rồi, mình đã chơi trốn tìm với một linh hồn ma quỷ ký gửi vào bên trong con búp bê mọi người. Nếu như mọi người đã xem video vừa rồi thì mọi người cũng đã thấy được những cảnh tượng đáng sợ, hồi hộp khi mà mình trải nghiệm cái điều cấm kỵ đó mọi người. Chính con búp bê, nó đã đi vào bên trong cái nơi mà mình đang trốn, mở cửa đùng 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 các phòng ở bên trong chùa để tìm mình. Cho tới khi mình tưởng là nó đã đi rồi, mình lú đầu ra để mình xem mọi người, thì ai ngờ là nó đang đứng ở phía góc bếp. Nó đã thấy mình và nó lại đi vào bên trong cái căn phòng mình đang trốn thì một lần nữa để mở cửa ra và tìm mình mọi người. Rất là may mắn lúc đó mình đã lắc chuông và tạm dừng nghi thức ngay lập tức mọi người ạ. Mọi chuyện sẽ rất là bình thường nếu như chỉ dừng lại là mình trải nghiệm điều cấm kỵ rồi mọi thứ nó trở lại bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng có một điều kỳ lạ đang xảy ra với con búp bê mọi người. Từ lúc mà nó thực hiện nghi thức đừng chơi trốn tìm vào lúc nửa đêm với mình, mấy ngày hôm nay con búp bê nó kỳ lạ lắm. Mình nhớ là mình mở tủ ra, bỏ nó vào bên trong tủ, cho tới khi mình qua chùa thắp hương thì nó lại nằm ở một cái chỗ khác mọi người. Mà mình đảm bảo với mọi người là mình nhớ y như rằng mình bỏ nó vào bên trong tủ, chứ mình không bỏ ở đâu khác hết. Nhưng mà tới khi mình qua thắp hương á, thì cái tủ thì mở ra, mà nó thì nó nằm ở chỗ khác, chứ nó không còn nằm ở bên trong tủ nữa mọi người. Nhưng mà mình cầm nó lên đó, thì mình không cảm nhận được bất cứ một nguồn âm khí nào ở bên trong con búp bê cả. Nếu như vậy thì nó đang gặp một cái tình trạng gì đây mọi người? Cho nên tối nay mình sẽ mang con búp bê ra để điều tra về chuyện này. Mình có chuẩn bị một nghi thức liên quan tới nghi thức cầu hồn, nhưng không phải là cầu hồn bằng đồng xu hay là cầu cơ bằng bàn cầu cơ 24 chữ cái. Cái cách cầu hồn này mình cũng đã từng thực hiện rất lâu rồi, đã lâu lắm rồi mọi người, mình chưa có thực hiện lại cái nghi thức cầu hồn này để mà mình kiểm tra xem hiện tại ở bên trong con búp bê đang có những cái xú uế hay là những cái gì không sạch sẽ ở bên trong con búp bê hay không mọi người. Chứ thật sự khi mà mình thấy những cái động thái của con búp bê như vậy á, nó rất là đáng sợ mọi người ạ. Bỏ vô đây, qua ngày hôm sau đi qua thì cái tủ thì mở ra mà nó thì lại nằm chỗ khác. Mọi người có thấy điều đó là kỳ lạ không mọi người? Cho nên tối nay mình sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho nghi thức để thực hiện nghi thức cùng với con búp bê đó nhé mọi người. Và nghi thức tối nay như thế nào, thì mời tất cả mọi người cùng đón xem. Mình xin lỗi mọi người ạ. Trước khi xem video này, mọi người hãy nhớ like video, đăng ký kênh hay là ấn một cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Roma Vlog nhé mọi người. Mình cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Ok mọi người, mình cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện cho nghi thức tối nay. Và đây chính là con búp bê
mà lần trước mình đã thực hiện nghi thức đừng chơi trốn tìm vào lúc nửa đêm mọi người. Từ bữa hôm đó cho tới tận thời điểm bây giờ, con búp bê này nó có rất nhiều những cái biểu hiện lạ mọi người, như kiểu là nó tự động di chuyển đi một nơi khác mọi người ạ. Bữa vừa rồi khi mà mình chuẩn bị dọn dẹp hết tất cả mọi thứ sau khi nói chuyện với thầy Hùng và ông Lũ xong, mình đã mở tủ ra, rõ ràng mình bỏ nó vào bên trong mọi người. Tới trưa 12 giờ trưa mình qua mình kiểm tra thì mình thấy nó không còn ở bên trong học tủ nữa. Cái học tủ thì mở ra mọi người, mà nó thì nó nằm ở ngoài á mọi người ạ. Thì rõ ràng là con búp bê này nó đang có những cái biểu hiện lạ, đó chính là tự di chuyển ra một cái nơi khác. Và ngày hôm nay mình có chuẩn bị một thứ rất là đặc biệt mà mình nghĩ là mọi người cũng đã từng xem mình thực hiện rồi, nhưng khá lâu rồi mọi người. Thì đây chính là một cái bàn nghi thức dùng để cầu hồn cũng như là giao tiếp với lại linh hồn người cõi âm. Ở đây mình có chuẩn bị hai cây bút chì mọi người. Chắc hẳn là nếu như mọi người xem mình lâu rồi thì mọi người cũng biết cái cách thức cầu hồn bằng bút chì mọi người. Thì ở đây nó sẽ gồm có hai khu vực, một bên là có và một bên là không. Thì khi mà mình đặt cây bút chì xuống và thực hiện nghi thức á mọi người, thì mình sẽ canh cái bút chì cho nó thăng bằng. Đó, mình sẽ canh cái bút chì cho nó thăng bằng. Sau đó mình sẽ thực hiện nghi thức để mà có thể giao tiếp với lại linh hồn. Thì cái bút chì nó sẽ tự động nó xoay. Nếu như có linh hồn di chuyển, nó sẽ xoay qua có hoặc là không mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thắp hương lên, kích hoạt cho nghi thức và cũng như là chuẩn bị cho tất cả mọi thứ nha mọi người nha. Mình xin phép tất cả mọi người ạ. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện làm phép đèn lưu ly nhé mọi người nhé, để mình cho mọi người xem điều này. Mình cũng đã làm phép đèn lưu ly rồi mọi người. Lúc nãy ở đầu video mình có nói với tất cả mọi người, con búp bê này nó có những cái biểu hiện lạ xảy ra. Nhưng khi cầm nó lên, mình hoàn toàn không cảm nhận thấy bất cứ một nguồn âm khí nào ở bên trong con búp bê cả. Và
Mình sẽ để nó ở gần đèn lưu ly. Mọi người cũng có thể nhìn thấy là thậm chí là đèn lưu ly vẫn không cảm nhận được bất cứ một nguồn âm khí nào ở bên trong con búp bê cả mọi người. Đó mới là một là cái điều cực kỳ kỳ lạ mọi người ạ. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem sơ lại về cái bàn cầu hồn nhé. Đây chỉ là một cái miếng giấy bình thường thôi mọi người. Đây, đây mình sẽ cho mọi người xem nha. Đây, nó chỉ là một cái tấm bìa cạc tông thôi mọi người. Đó, nó chỉ là một cái tấm bìa bình thường thôi mọi người á. Đây, mình cho mọi người xem kỹ hơn á. Thì lúc nãy do là mình để ở bên am thờ á mọi người. Trời mưa ở bên am thờ nó bị dột á. Mình lỡ mình để dưới bây giờ nó bị ẩm như nè mọi người. Đây, mình cho mọi người xem kỹ hơn ha. Xem kỹ là cái miếng của mình. Ok. Đó, thì đề phòng về cái chuyện á, lỡ vô tình mình làm có cái tác động gió á, mọi người, ví dụ như mình nhúng nhích á, cái tà áo của mình hay gì á mọi người, nó tác động vào bên trong cái cây bút chì làm cho cây bút chì nó xoay á, thì mình sẽ để cái bàn xa ra. Mình sẽ để cái bàn cầu hồn xa ra và mình sẽ đem cái camera chính lại đó mọi người và đặt con búp bê đó luôn. À quên, cho mọi người xem hai cái bút chì. Đây, hai cái bút chì bình thường mình vừa mới mua hồi chiều luôn á mọi người. À, mình vừa mới mua hai cái bút chì hồi chiều luôn mọi người ạ. Đây. Đó. Thì cũng như ví dụ đi, mình đã cân bằng rồi. Mình đã làm cân bằng rồi. Mà lỡ vô tình mình, cái tà áo của mình hay gì đó, vô tình đó mọi người, gió nó làm cho cái bút chì nó xây thì nó sẽ kiểu như là không có chính xác được đó mọi người. Cho nên mình sẽ để nó ở xa ra và mình ngồi ở đây. Đó. Mình sẽ ngồi ở đây chứ mình không có ngồi gần cái bàn cầu hồn của mình. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ mang con búp bê và cái bàn cầu hồn lại đằng kia nhé mọi người nhé. Ok mọi người. Uầy. Mình làm cho con búp bê nó đứng lên không được mọi người ạ. Vậy tại sao ở bên trong nghi thức vừa rồi nó lại đứng lên được ta? Thấy ghê quá mọi người. Mọi người nhớ là ở bên trong video vừa rồi nó đứng lên, nó xô cửa vô để nó kiếm mình luôn mọi người. Nhưng mà mình làm cho nó đứng thì mình làm cho nó đứng thì nó đứng không được mọi người ạ. Mình làm cho nó đứng thì nó đứng không được mọi người ơi. Thôi bây giờ mình để nó ngồi đi mọi người ha. Mình để nó ngồi đi cho dễ mọi người. Thật sự suy nghĩ cũng là đây cũng là một cái sự nghi ngờ của mình thôi mọi người, chứ thật sự là khi cầm con búp bê lên á, mình hoàn toàn không cảm nhận thấy bất cứ một cái nguồn âm khí nào ở bên trong con búp bê có mọi người, và thậm chí đèn lưu ly của mình vẫn không cảm nhận được có bất cứ một nguồn âm khí nào ở bên trong cả. Nhưng do là vừa rồi nó có những cái biểu hiện kỳ lạ cho nên mình nghi ngờ mới thực hiện nghi thức này thôi mọi người. Chứ thật sự nếu không có cái biểu hiện lạ đó thì mình cũng không biết là ở bên trong đây có điều gì hay không nữa mọi người. Ok mọi người, vào đây chính là hai cây bút chì mà mình dùng để thực hiện cho nghi thức tối nay mọi người. Đây chính là hai cây bút chì. Thì cái điều mình cần làm bây giờ mọi người đó chính là đặt cây bút chì xuống và giữ thăng bằng cho nó mọi người. Thật sự giữ thăng bằng cho cây bút chì cũng khá là khó mọi người ạ. Đó, thì mình cầu hồn mà bút chì thì mình cần phải giữ cho cái bút chì nó thăng bằng như thế này nè mọi người, thì mình mới có thể thực hiện được. Này là nó cũng chưa thăng bằng lắm nè. Đó, như vậy nó mới thăng bằng nè mọi người. Thì do là nó thăng bằng như thế này rất dễ để tác động mọi người, cho nên là mình sẽ không có ngồi gần đây. Tại vì mình sợ nhiều khi mình nhúng nhích á, ví dụ như cái tà áo của mình nè mọi người xem nè, ví dụ như mình nhúng nhích á thì cái tà áo của mình á nó sẽ có gió mọi người, nó sẽ làm tác động vào bên trong cái bút chì. Cho nên mình muốn chính xác nhất thì mình sẽ không ngồi gần đó, mình sẽ ngồi xa ra để chính xác nhất mọi người. Chứ lỡ như mình hỏi con búp bê á là có linh hồn nào ở bên trong hay không, có, nhưng mà lỡ như cái tà áo của mình nhúng nhích thì gì á, nó chạy qua không cái là coi như những thông tin mình nhận được nó sẽ bị sai lệch mọi người.
Đó, cho nên là mình sẽ ngồi xa ra mọi người nhé. Đó, mình sẽ ngồi ở đây và mình sẽ đọc chú cầu hồn để có thể thực hiện cho nghi thức mọi người. Lúc nãy mình cũng đã có thực hiện làm phép đèn lưu ly rồi và mọi người có thể nhìn thấy nè. Đèn lưu ly hoàn toàn không có bất cứ một cái biểu hiện gì cho thấy là đang có vong linh trú ngụ ở đây hết mọi không chỉ riêng đèn lưu ly đâu và thậm chí cả mình. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện cho nghi thức cầu hồn nhé. Mình cũng đã đọc bài chú cầu hồn xong rồi mọi người. Ở phía trước mình có đặt một cái camera chính để mọi người xem có thể rõ hơn mọi người ạ. Và mình ngồi ở đây mình có thể đủ tầm nhìn để biết được câu trả lời của linh hồn mọi người. Thậm chí là mình đọc bài chú cầu hồn xong rồi nhưng đèn lưu ly vẫn không cảm nhận được gì. Chứng tỏ là cả mình và đèn lưu ly đều không cảm nhận bất cứ một nguồn âm khí nào ở bên trong cái khu vực sảnh này cả. Thì bây giờ mình sẽ hỏi thử nha mọi người nha. Xin cho tôi hỏi, hiện tại có vong linh nào đang trú ngụ ở bên trong cơ thể của con búp bê này hay không mà? Có kìa mọi người. Có mọi người ạ. Vì rõ ràng điều mà mình và mọi người đang nghi ngờ là đúng rồi mọi người. Ở bên trong con búp bê đang có vong linh trú ngụ ở bên trong mọi người, nhưng tại sao mình lại không cảm nhận được âm khí ta? Linh hồn có thể cho tôi hỏi là linh hồn có cần tôi giúp đỡ gì hay không? Linh hồn này không cần tới sự giúp đỡ của mình. Khoan đã mọi người, mình thấy còn đang nhúng nhích kìa. Mình thấy vậy là linh hồn này không cần tới sự giúp đỡ của mình mọi người. Mình thấy cái cách mà linh hồn này di chuyển cái bút chì á mọi người, có vẻ như âm khí của linh hồn này rất yếu mọi người. Đó cũng có thể là một lý do linh hồn này yếu âm khí quá, cho nên mình không cảm nhận được âm khí của linh hồn này mọi người. Linh hồn có cần tôi cúng kiến gì hay không? Linh hồn hãy nói cho tôi biết đi, tôi sẽ chuẩn bị để cúng kiến cho linh hồn. Cũng không cần mình cúng kiến luôn mọi người. Vậy là linh hồn này đâu có đói khát mà không thực hiện nghi thức được với mình đâu. Sao mình nghe linh hồn này trả lời mâu thuẫn quá mọi người ạ. Có một điều này mình cần phải xác nhận. Mình phải xác nhận là linh hồn này là ma hay là quỷ để mình có thể tiếp tục nghi thức hay không mọi người. Linh hồn có thể cho tôi hỏi là linh hồn có phải là một hồn ma không? Không mọi người ạ. Nếu
Nếu vậy, linh hồn là một con quỷ sao? Cây bút chì đã rớt xuống rồi mọi người. Nếu đây là một linh hồn quỷ thì chúng ta không nên giao tiếp với nó nữa mọi người. Mọi người vừa mới nghe nó cười không? Phóng ứng. Không được rồi mọi người. Mình phải mang con búp bê này vào bên trong bài vị. Để bên trên bài vị của thiên thủ Quan Âm mọi người. Mình sẽ tìm cách giải quyết cái chuyện này. Bây giờ mình sẽ mang con búp bê vào bên trong bài vị ngay nhé mọi người. Mình nghĩ cái cách phóng ứng của mình sẽ không giữ nó được lâu đâu mọi người ạ. Có gì về nhà mình sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn nha. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem video của mình. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha mọi người nha. Xin chào mọi người.